hội trẻ bây giờ à, như là tấm chiếu mới chưa trải sự đời. Còn mấy cái ông bố bà mẹ á, ảo tưởng lúc nào cũng nghĩ là con mình lên thành phố rồi trở thành ông này bà nọ ngay được ý. Chưa biết là có thành ông này bà nọ hay không, nhưng mà chị cũng không nên xăm soi đố kỵ người khác như thế. Thì tôi nói gì sai à? Cả cái làng này ấy, ai chả biết thằng Bảo nhà chị ăn chơi lêu lổng, bất tài vô dụng. Không mà 37-21 ngày á, đói ra hỏng rồi lại mò về làng ấy mà. Chị là người lớn, ăn nói suy nghĩ một chút nhá. Ghen ăn tức ở, nói xấu rể phang người khác như thế cũng không khá được đâu. Con trai tôi á, bây giờ nó đổi đời rồi, lương tháng á, mấy chục củ ấy. Không có lẽ tôi phải rêu rao cho bản thân thiên hạ biết à? Cái củ khoai là củ sắn đấy, chị cũng phê được tận trời ấy. Tôi nhìn chị như thế là đủ lắm rồi nhá. Chị muốn gây sự đúng không? Muốn đấy, muốn này, làm gì làm đi. May quá, anh, em trông hàng cho bố Nam nhá. Anh chạy ra cà phê đầu phố gặp chị Yên, trao đổi công việc chút. Anh hẹn lúc nào đấy? Tối qua. Em đã nói với anh thế nào rồi mà anh vẫn cố tình làm như thế? Anh chẳng thấy có gì là sai cả. Mình không biết thì nhờ, chị anh vui vẻ giúp mà. Em đừng quan trọng hóa vấn đề lên như thế. Chị ấy không đến đâu. Tối qua chính mồm chị ấy nói tan làm sẽ đến đây mà. Em giúp anh hủy hẹn rồi. Là sao? Em không muốn chị Yên nghĩ là anh quan tâm đến chị ấy. Thế thôi. Anh quan tâm đến chị ấy thì có làm sao? Bạn bè mà. Chả có bạn bè gì cả. Anh nghĩ chị Yên thực sự muốn làm bạn với anh á? Gu của em bây giờ lại đơn sơ thế à? Thì em đang trong giai đoạn tìm kiếm mà. Cuộc sống bây giờ phức tạp, lòng người khó lường. Chính ra cái đơn sơ lại là giá trị khó kiếm. Nhưng ít nhất ấy, cũng đừng hạ thấp tiêu chuẩn của mình như thế. Nếu em cần, anh có thể giới thiệu bạn anh cho em. Có thể chưa phải là sát, nhưng cũng khủng khiếp đấy. Thì anh biết gu của em mà. Đến em còn chẳng biết gu của em là gì cơ mà. Em già rồi sếp ạ. Không còn thích những thứ phù phiếm nữa. Giờ em chỉ quan tâm những thứ thực chất thôi. Đại trang trại rau nhà con ngà làng bên đúng không? Tự nhiên lôi đâu ra con bé mang máng ở kỹ sư kỹ đồ gì đấy. Mà sao lại mang rau sạch nhà mình ra so sánh? Mình cũng làm sạch khác gì nó đâu. Sao lại dìm hàng chứ? Đấy là cái lý của em. Còn tin thì họ vẫn cứ tin. Bố mẹ đang nói về ai đấy ạ? Con ngà, bạn học cấp 3 với con ấy, bây giờ là kỹ sư nông nghiệp, về mở trang trại trồng rau sạch để cạnh tranh. Nhà mình bây giờ buôn bán cũng khó khăn hơn. Quần áo mà ế ẩm ý, thì mình còn để được. Chứ còn rau mà không bán được thì chỉ có đem ra ruộng mà làm phân thôi. Dạ, cô chú đừng lo. Cháu sẽ bán chỗ rau này giúp cho cô chú ạ.